bị ngập nặng và bỏ hoang, nhiều biệt thự, shop house có giá hàng chục tỷ đồng tại khu đô thị An Khánh trở thành địa điểm câu cá. Nhà liền kề cả chục tỷ bỏ hoang thành nơi trú nắng che mưa của những lao động nghèo, thậm chí còn được cải tạo sơ bộ để cho thuê trọ với giá rẻ. Không khó để bắt gặp những hình ảnh này tại những khu đô thị mới, từ Phú Lương, Dương Nội, quận Hà Đông đến An Khánh, Kim Trung, Di Trạch ở huyện Hoài Đức. Khu đô thị Lideco, huyện Hoài Đức đã hoàn thành cách đây cả chục năm, khoảng 650 biệt thự và liền kề đã được xây dựng thô, nhưng đến hơn 70% ngôi nhà vẫn trong tình trạng để hoang hóa. Cái khu này là xây dựng khá lâu rồi, và cái lượng người mua về đây nhiều nhưng bây giờ chưa thấy hoàn thiện. Cái lượng nhà hoàn thiện là rất nhiều. Thấy tình hình như thế này, thấy là cái cảnh quan đô thị mà để cứ kéo dài này là rất ảnh hưởng đến quan đường phố, cảnh quan đô thị. Và chưa kể là liên quan đến cái nguồn tài sản này rất lãng phí. Lãng phí cho cả người dân lẫn cả chính quyền. Tình trạng này còn diễn ra ở các dự án như An Lạc Green Symphony, Nam An Khánh, khu đô thị Vườn Cam, rồi khu đô thị mới Vân Canh nằm dọc theo tuyến đường vành đai 3,5 chuẩn bị hoàn thành. Kể đến là những khu đô thị dọc đường Lê Trọng Tấn kéo dài đến tận đường Văn Khê, từ khu đô thị Phú Lương, Văn Phú đến Ghe Lê Simco và khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Hai bên nhà thôi là người ta mua cả rồi, có trụ rồi, nhưng mà kiểu vì một cái lý do gì đấy là người ta không bán hoặc người ta không cho thuê cũng không rõ, hoặc là người ta để như thế. Tất nhiên là nhà kể cả nhà mà làm ở mà chủ mà vắng nhà mà đi không thì nhà nó không có hơi người, nó vẫn bị xuống cấp rồi gì là nhà đây, nhưng mà vì cái đó là cái lý do riêng của cá nhân người ta mua của chủ rồi mà người ta chưa ở. Còn phí phạm hay không thì do người ta bỏ đúng tiền ra, thì tất nhiên nó là một cái sự phí phạm, bởi vì nói chung là nó không cân bằng. Số lượng nhà để hoang ước tính cũng lên tới hàng chục nghìn căn, với giá trung bình đang ra bán trên dưới 20 tỷ một căn liền kề và cao hơn gấp đôi nếu là biệt thự, thì lượng tiền bị chôn vào bất động sản đã lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cái đô thị hoang